Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khám Phá Tubi. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có một số phụ nữ trên thế giới này mà bạn chỉ ước mình có thể quên đi. Ví dụ như người yêu cũ điên rồ của bạn chẳng hạn. Nhưng những người phụ nữ mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây, bạn sẽ không thể quên được, bởi vì họ là những người khác thường nhất trên thế giới. Những đặc điểm kỳ lạ của những người phụ nữ này đang lập kỷ lục thế giới UNESCO và một số đặc điểm thật sự đáng kinh ngạc. Một Valentina Zampaio. Hãy xem cô bé này đang làm tốt điều gì trong video của chúng tôi. Valentina Zampaio sinh ra là một người đàn ông và bây giờ cô ấy là người mẫu chuyển giới đầu tiên của Victoria's Secret. Từ khi Valentino lên 8, cô ấy luôn cảm thấy mình là một cô gái. Người mẫu không tiết lộ tên cô ấy trước đây từng là gì. Cô ấy cao 177cm và số đo của cô ấy là 83-63-86cm. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để trở thành một người mẫu. Nhưng Valentina vẫn mất hợp đồng người mẫu đầu tiên vì danh tính chuyển giới. Cô ấy đã không bỏ cuộc và trở thành người đầu tiên thay đổi chính sách của Victoria's Secret. Cô trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên trên trang bìa tạp chí Thịnh Hành và làm việc với Dior, H&M và Marc Jacobs. Anna Kukurina. Không, đây không phải là những gì bạn nghĩ. Những gì bạn đang thấy trên màn hình thì đây là người phụ nữ khỏe nhất thế giới. Anna Kukurina cao 175cm, nặng 133kg và có thể ép băng ghế dài với 147,5kg. Bạn có thể nâng được bao nhiêu? Hãy viết trong phần bình luận nhé. Bởi vì công việc thể chất khó khăn mà cô ấy phải làm trong khi làm việc ở sở thú, Anna cũng đã quyết định bắt đầu có được thân hình như ý, bởi vì công việc ở sở thú không giống như đang làm việc với những con mèo nhà. Cô ấy đã tập thể dục đến nỗi, cuối cùng cô ấy đã đạt được 14 kỷ lục thế giới. 10 kỷ lục trong số đó chưa bị phá. Nếu bạn vẫn không tin những gì bạn đang thấy, thì hãy truy cập kênh của cô ấy và tự mình xem mình nhé. Ba. Đôi chân dài nhất thế giới. Ekaterina, người Nga, không chỉ có đôi chân dài bình thường mà còn là đôi chân dài nhất thế giới. Đôi chân của cô ấy là một kỷ lục thế giới ấn tượng với độ dài 132cm. Cô ấy cũng được ghi vào sách kỷ lục thế giới UNESCO với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp cao nhất với chiều cao 206cm. Người phụ nữ này đi một đôi giày cỡ 14 nên sẽ rất không may nếu cô ấy bị gãy gót trước buổi biểu diễn và cần mượn của người khác. Redwood đến từ Mông Cổ cũng gặp phải vấn đề tương tự với một bàn chân nhỏ hơn một cỡ, size 13. Nhưng chiều dài của chân cô ấy là 134cm và cô ấy cao 206cm và dài hơn đôi chân của Ekaterina 2cm, nhưng người phụ nữ này không muốn công bố kỷ lục của mình. Bốn. Meghan Trainor. Có vẻ như đứa trẻ này đến lớp muộn, nhưng điều bất ngờ, cô ấy là giáo viên. Meghan Trainor 28 tuổi và chỉ cao 1m. Cô ấy dạy ở trường tiểu học, nơi hầu hết học sinh của cô ấy đều cao vượt qua cô ấy. Lý do cho kích thước thu nhỏ của Meghan là một loại bệnh lùn hiếm gặp. Điều thú vị là cô ấy có một người chị sinh đôi được sinh ra hoàn toàn bình thường. Thật kỳ lạ và ấn tượng đúng không? Năm. Lulu Hashimoto. Đây đúng là một con búp bê dễ thương, nhưng đợi đã, cô ấy còn sống. Người mẫu Nhật Bản Lulu Hashimoto trong 5 năm qua đã xuất hiện trước công chúng độc quyền trong hình dạng búp bê. Thậm chí không ai biết khuôn mặt của cô ấy thực sự trông như thế nào. Nhà thiết kế Hitomi Komaki đã tạo ra một bộ trang phục búp bê độc đáo cho Lulu. Nó thậm chí có thể thay đổi chiều cao của cô ấy. Tất cả phụ thuộc vào kích thước của đầu búp bê. Đây là khuôn mặt búp bê giống thật nhất trên thế giới, với các chi tiết tuyệt đẹp. Cô gái đeo tất trên tay và chân, mô phỏng các khớp của búp bê.
Màu tóc giả sẽ được chọn dựa trên trang phục cô ấy sẽ mặc. Lulu là một người nổi tiếng ở địa phương và cô ấy đã quá quen với việc trông giống như một con búp bê. Cô ấy chỉ nói thì thầm vì búp bê thì không biết nói. Canada Jardin Brunei. Bạn có biết rằng Thumbelay tồn tại trong cuộc sống thực? Cô gái nhỏ tên là Canada Jardin Brunei. Cô ấy chỉ cao 1m và nặng 20kg vào năm 17 tuổi. Khi sinh ra, cô ấy cao bằng chiếc iPad Pro, chỉ 28cm và nặng khoảng 1kg. Một năm sau, cô ấy không lớn hơn một lon khoai tây Pringles. Các bác sĩ chuẩn đoán Canada mắc chứng lùn nguyên sinh và đứa trẻ không có hy vọng sẽ có thể sống sót. Nhưng Canada không chỉ sống sót, cô đã giành được 2 huy chương trong các kỳ thi Olympic đặc biệt và còn đóng trong phim F với vai cô bé người chim. Bảy, Angelica Canova. Bạn có thể biết búp bê baby ngoài đời thực tên là Valeria Lukianova. Nhưng cô ấy hiện 35 tuổi nên cô ấy không còn là búp bê baby nữa. Nhưng đây là Angelica Canova, một người mẫu Nga được coi là nổi tiếng và xinh đẹp nhất trong tất cả những con búp bê ngoài đời thực với chiều cao 1m65. Cô gái nặng 42kg, số đo của cô ấy giống như một con búp bê với vòng ngực 87, vòng eo 54 và vòng hông 87. Cô gái bắt đầu biến hình thành búp bê khi mới 5 tuổi. Suốt ngày bố mẹ cô ấy mặc quần áo cho cô ấy và viết các bài blog về cuộc sống của búp bê baby. Angelica không được phép đi ra ngoài kết bạn hay hẹn hò với con trai. Bây giờ Angelica đã 28 tuổi và bố mẹ cô vẫn kiểm soát cô để cô tiếp tục dùng búp bê. Tám, Pixie Fox. Hãy nhìn cô ấy, người phụ nữ này đã trải qua hơn 200 cuộc phẫu thuật để trông như thế này. Cô ấy từng là một thợ điện đơn giản, nhưng bây giờ cô ấy trông như thế này và gây chấn động thế giới. Pixie Fox đã cắt bỏ vài chiếc xương sườn để có vòng eo thon gọn hơn. What the hell? Cô ấy đã nâng ngực, bơm môi và cũng đã trải qua một cuộc tái tạo hoàn toàn khuôn mặt. Và đó chỉ là những thay đổi chính. Cô ấy thậm chí đã đến Ấn Độ để thay đổi màu mắt của mình thông qua một cuộc phẫu thuật rất mạo hiểm. Sau đó, việc cấy lông mi của cô ấy có vẻ giống trò chơi trẻ con, nhưng chúng tôi sẽ không cho bạn biết cô ấy lấy tóc từ đâu. Các bác sĩ phẫu thuật từ chối thực hiện thêm bất kỳ ca phẫu thuật nào cho cô ấy vì họ tin rằng cô ấy bị rối loạn cơ thể và là một người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Chín, Abigail và Brittany. Bạn có tốt với anh chị em của bạn không? Abigail và Brittany không có quyền lựa chọn vì họ có chung một cơ thể. Ngoài hai đầu, họ còn có hai chân, hai tay, hai xương sống, ba lá phổi, hai trái tim, một lá gan, hai dạ dày, ba trái thận, một hệ thống tuần hoàn và một bộ phận sinh dục. Trong toàn bộ lịch sử khoa học, chỉ có 4 trường hợp như vậy được ghi nhận, nhưng trường hợp này rất đặc biệt. Mỗi chị em điều khiển một tay và một chân. Họ làm việc cùng nhau rất tốt, đến mức họ không chỉ học được cách đi bộ, mà còn biết đi xe đạp, bơi và lái xe ô tô. Abigail điều khiển bàn đạp ga và phanh, trong khi Brittany phụ trách phần còn lại của các công tắc. Mỗi người trong số họ có giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và bằng giáo viên riêng, nhưng họ chỉ được trả một suất lương. Bởi về mặt kỹ thuật, họ làm công việc của một người, nhưng nó có lợi thế của nó. Trong khi Abigail giải thích tài liệu mới, em gái cô ấy có thể kiểm tra bài tập về nhà. Jacqueline Peridot Pisano. Người phụ nữ xinh đẹp này chắc không có thời gian để hẹn hò với bạn. Cô ấy cần đến phòng tập thể dục, sau đó thực hiện một buổi chụp ảnh và sau đó đón hai cháu sau giờ học. Bây giờ hãy tạm dừng video và thử đoán tuổi của cô ấy trong phần bình luận. Câu trả lời đúng là 51 tuổi. Nani? Jacqueline Peridot Pisano là bà ngoại quyến rũ nhất thế giới. Peridot đã giữ được vẻ đẹp và tuổi thanh xuân của mình nhờ tập thể dục thường xuyên, chế độ dinh dưỡng hợp lý và mặc quần jean tốt. Cô ấy có công việc kinh doanh của riêng mình
và nửa triệu người đăng ký trên Instagram vì Berido rất cuồng thời trang. Mười một, Michael Duffinani. Đây là người mẫu Michael Duffinani, nặng 190kg và có hông rộng nhất thế giới. Chiều rộng của nó là 2,4m, trong khi chiều cao của cô ấy chỉ là 1m62 và lớn hơn Kim Kardashian 3 lần. Mông của Michael đi ngang qua cửa không vừa, ngay cả với những chiếc ghế thông thường cũng vậy. Và cô ấy đã lái xe tải trong nhiều năm bởi vì ô tô quá là nhỏ so với cô ấy. Nhưng Michael vẫn thành công với tư cách là một người mẫu ngoại cỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Vừa rồi là những người phụ nữ đặc biệt nhất thế giới mà chúng mình đã tổng hợp được. Các bạn cảm thấy ấn tượng với người phụ nữ nào nhất? Hãy chia sẻ cho chúng mình cùng biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe channel để đồng hành cùng chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.